Chào các bạn một buổi tối. Hôm nay đi là đi săn đêm các bạn. Rồi hôm nay bốn anh em đi các bạn. Đi chúc các bạn một buổi tối luôn luôn mạnh khỏe các bạn. Một lần nữa đi chúc các bạn hãy giữ gìn sức khỏe mùa dịch đây các bạn. Giờ dịch đang lan tràn khắp nơi. Giờ anh em hôm nay mình đi săn, các bạn luôn giữ sức khỏe nhé. Rồi mình đi thôi các bạn. Chào các bạn. Này, hôm nay ông mang quy đi luôn. Hôm nay mình làm cái lamen thôi. Đi theo mấy anh em đi săn đêm. Mấy anh em là người trong làng hết không bạn? Làng người ta vào ở đây cũng không được luôn, bởi vì họ đang cấm, không cho ra vào. Đêm tối anh em lại đi dạo kiếm mua ăn trong gia đình. Các bạn hãy theo chân đi ra mạng 81 TV đi săn đêm nha các bạn. Nếu không có mưa mình sẽ quay cho các bạn cận cảnh luôn để các bạn thấy luôn. Nhưng sợ mưa các bạn. Đây là ấp thấp rồi các bạn. Cảnh báo xuống dưới 8. Đây vườn tiêu. Tiêu hay có bìm bịp lắm. Bạn giờ ông thấy con bị bịp này, con bị bịp mình nói chuyện vấn đề sợ gà thôi. Đi tới tí đi, đây này, chú đây này, chú đây này. Rồi chuyên chưa, được chưa, đủ chuyên qua luôn à, chết luôn, mất mũi tên luôn, đủ đây đây mũi tên này các bạn, đủ chuyên qua luôn, chết luôn à, đây cắm mũi chuyên luôn, đủ chết luôn, không kịp ngoái đâu. Cứng rồi. Đấy, chết luôn. Rồi xong. Từ đầu cái bụi tiêu ăn. Đào thấp thôi. Rồi anh em mình đi tiếp thôi. Các bạn hãy theo chân đi nha các bạn. Rồi mình đi thôi. Giờ đi tìm, đi săn cút đêm này các bạn. Bạn có ngoại viện này. Đây, bạn ra biển tệ. Đây là mòn này. Mình thấy cút nó bay các bạn. Phải còn để có thụy mình cứ đi vào là phải phút là bay luôn, chắc là không có à.
47. Còn nhiều lắm, không thấy đâu các bạn. Rồi, đi săn tiếp thôi. Nó sợ trễ quá. Đúng rồi đấy. Rồi. Chuyên quá luôn. Mất mũi tên luôn. Đánh tay đầu luôn. Mày chuyên luôn này. Xuyên qua luôn. Từ đây xuyên qua luôn các bạn. Rồi anh em mình đi tiếp thôi. Được rồi, thấy chưa? À. Chạy chỗ này đi. Đang kiếm các bạn nha, đang kiếm nha. Bộ hoa cả. Rồi rồi, thấy rồi các bạn ơi. Thấy rồi. Chết chưa? Đủ ngay đầu, ngay cổ luôn. Trời, may quá. Đồ gần tí là cứ xuyên qua luôn các bạn. Mệt lắm rồi. To đấy. Cá nó to đấy, đây. Đồ. To luôn. Đây các bạn. Mệt quá. Rồi anh em mình đi tiếp các bạn. Một con gà rồi. Mấy con chim nè. Anh em đi các bạn. Hẹn gì tí anh em đi từ dưới kia. Quán nó ngủ cây ca các bạn. Nó ngủ ngay chỗ đây mà. Đấy, cái lồng ở đây. Bắn. Ngủ chỗ đây luôn. Mình cứ đi kiếm ngoài kia không thấy. Nó ngủ cây ca như thế này anh nhìn thấy được nó. Các bạn ơi chắc mình về thôi các bạn. Mưa to quá. Đấy các bạn thấy mưa chưa? Có mấy anh em đấy đang xuống kìa. Mưa quá to luôn. Rồi mình về thôi các bạn. Hồi nãy mới có mấy con mình không quay cho các bạn xem được. Mưa to kinh khủng không ạ? Là mình không quay cho các bạn xem được cận cảnh được. Rồi mình về thôi các bạn ơi. Về đây nhà mình thu chim mình thôi. Hành trình anh em mình đi trải nghiệm về. Lúc nãy mấy con đây mình không quay các bạn xem được. Do mưa quá các bạn. Không thông cảm cho mình. Mưa to lắm. Giờ đang mưa đây nè. Mình về tới nhà rồi chuẩn bị mới thôi được các bạn. Đây. Bè to lắm các bạn nè.
Rồi mình kết thúc ở đây, các bạn. Xin chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon. Rồi mình kết thúc ở đây.